Ủa Kim Cương, em ngủ có ngon không? Anh, đêm qua em chưa kịp ăn gì đã lăn ra ngủ rồi. Nè, anh có nấu cháo cho em nè. Wow, anh nấu từ khi nào vậy? Ngon quá. Sáng nay á, anh thấy người ta đi câu cá gần đây về, cá còn tươi ngon, cho nên anh mua về nấu cháo cho em ăn. Cháo cá lóc rau đắng là ngon lắm đó nha. Em ăn đi cho nóng. Nhìn ngon quá. Nè, em ăn đi. Nóng quá mà thơm ngon, ngọt lắm anh. Anh giỏi thiệt á nha. Mà sao anh không ăn chung với em? Ăn chứ, anh lo cho em trước rồi anh ăn sau. Hay là bây giờ mình ăn chung với nhau đi, như vậy sẽ vui hơn. Nè, wow. Em có biết không, mỗi khi về quê á, anh rất là thích nấu cái món này. Cá lóc rau đắng ăn á, cháo nóng như vậy nè sẽ đổ mồ hôi, rất là khỏe. Với cái vị của rau đắng và cá lóc á, ăn rất là ngọt và ngon. Anh An, nếu như mà người đàn ông mà biết vợ mình lừa dối mình nhiều năm qua, vậy thì sẽ như thế nào ha? Cũng còn tùy vào mức độ, rồi lúc đó sẽ biết phản ứng ra sao. Trầm trọng lắm luôn á. Thí dụ như đứa con á, mà người đàn ông tưởng là con của mình, nhưng thật ra là không phải. Vậy thì sao hả anh? Vậy thì lớn chuyện rồi. Hả? Có nhiều hệ lụy xảy ra tiếp theo, mà nghiêm trọng hơn là có khi xảy ra án mạng nữa đó. Cái gì? Tức là cái người đàn ông đó sẽ giết đứa bé sao? Nhưng mà sao tự nhiên em lại hỏi anh mấy chuyện này vậy? Không có gì liên quan đến em hết. Em chỉ giả dụ một trường hợp vậy thôi. Ăn đi em. Nè. Ủa Dương Dũng. Ủa Dũng phải không? Dũng, mày nhớ tao không? Tao Huy nè. Huy đầu gà lúc trước học lớp kế bên. Phải không? Đúng rồi. Nhưng mà nhớ tên là được rồi. Mày nhớ cả biệt danh của tao chỉ vậy. Mày nhìn đi, giờ tao hết đầu gà rồi nè. Nghe mày kêu lại cái tên đó làm tao vừa buồn cười mà cũng vừa xấu hổ nữa đó. Ủa, mày có việc gì tạt qua đây hả? Chứ nếu mày là nhân viên công ty á thì chắc chắn tao sẽ biết, bởi vì tao là nhân viên kỳ cựu ở đây mà. À, tao tạt qua đây á là để liên hệ giao dịch thôi. Bất ngờ thiệt á. Giờ mày là một người có chức vị trong một cái công ty lớn mà danh tiếng vậy nữa, thật là ngưỡng mộ quá nha. Có gì đâu. À, có gì cần giúp đỡ thì cứ gọi điện thoại cho tao. À, mày còn nhớ Vĩnh An không? Ngày xưa mày còn nói hai đứa tao lúc nào cũng dính nhau như sao, thế nào cũng có chuyện chẳng lành xảy ra. Bây giờ á, tụi tao là dính với nhau chung một công ty đây nè. Bữa nào rảnh rỗi á, rủ nhau đi uống cà phê chơi. Ủa, Vĩnh An cũng làm chung trong lĩnh vực này hả? Tại vì tao nhớ cách đây vài năm, tao tới chơi nhà bạn gái của tao, thì tao thấy anh trai của cổ có chung đội với một người nhìn rất giống Vĩnh An. Tao cũng thấy thắc mắc, định hỏi. Nhưng mà sau đó một thời gian, tao với bạn gái tao cãi nhau rồi chia tay, nên tao cũng quên mất cái vụ đó. Giờ mày nhắc tao mới nhớ. Mà cũng có thể là tao nhìn lầm người, tại vì người đó tỏ ra không quen biết gì với tao. Chung một đội? Anh trai của ấy làm cái gì? À, anh trai của cổ làm trong phòng cảnh sát điều tra hình sự, tội phạm nguy hiểm. Con và Vĩnh An là bạn bè thân thiết hay chỉ là bạn bè xã giao? Dạ, họ còn học phổ thông thì cũng khá là thân thiết. Nhưng sau này
thì nó mất tích một thời gian khá lâu. Chắc con không biết Vĩnh An đã từng làm trong ngành công an đúng không? Vĩnh An từng làm công an? Phải. Nó làm ở bộ phận công nghệ thông tin bên phòng dữ liệu. Con xin lỗi chú, điều do con sơ suất không chịu tìm hiểu kỹ. Con chỉ biết là nó đang thất nghiệp cho nên con... Nhưng lỗi này con không cần phải áy náy. Nhân Vĩnh An hay không là do chú quyết định, chứ không phải là do lỗi của con. Nhưng một phần cũng lỗi do con. Con không chịu tìm hiểu kỹ. Con xin lỗi chú. Nếu như Vĩnh An nó cố tình che giấu thì tất nhiên không phải lỗi của con. Nhưng không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thật sự Vĩnh An đã bị kỷ luật, sa thải khỏi ngành công an rồi. Có chuyện này nữa sao? Thảo nào không nghe nó nói gì. Chắc là nó ngại với con. Bởi vì bản tính của thằng này từ trước tới giờ nó rất là trọng sĩ diện. Cũng không hẳn là vậy. Nhưng điều đó không quan trọng bằng chuyện Vĩnh An có cần thiết cho chúng ta hay không. Con xin hứa với chú, nếu như sau này có phát hiện Vĩnh An có ý đồ xấu hay là muốn tạo phạm thì chính con sẽ là người đầu tiên xử lý nó. Con lúc nào cũng nóng nảy và bộc trực, nhưng mà rất tin người. Dạ, con biết ý chú muốn nhắc nhở gì rồi. Con cảm ơn chú. Chiếu tướng. Chiếu. Chú đã dặn con không được sơ suất rồi mà. Dạ, con đánh cờ để trò chuyện với chú thôi, chứ sức của con làm sao đánh lại chú. Kim Cương, anh thấy tâm trạng của em chưa khá lên chút nào. Hay là chúng ta sẽ ở đây thêm ít ngày nữa. Anh sẽ gọi điện cho chú Thiết xin cho em ở đây. Anh sẽ đem sinh mạng của mình ra để bảo đảm chuyện này. Không cần đâu anh An, trốn tránh hiện thực không phải là cách giải quyết vấn đề. Vì chuyện gì tới nó cũng phải tới thôi. Nếu nói em hoàn toàn không lo lắng về những chuyện sắp xảy ra thì là không đúng. Em thực sự rất lo sợ, nhưng em đã sẵn sàng đương đầu với bất kỳ chuyện gì. Do đó em thấy tâm trạng mình rất ổn. Em đừng quá lo lắng, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng có rất nhiều người ở bên cạnh để bảo vệ em mà. Anh An, em có một sự thật trước khi quay về em muốn nói cho anh biết. Nhưng anh phải hứa với em tuyệt đối không được để lộ cho bất cứ người nào biết. Kim Cương à, em đã phải trăn trở nhiều như vậy. Trước khi nói ra điều này thì anh cũng hiểu đó là một chuyện rất đặc biệt. Nhưng em hãy tin anh, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em. Và anh cũng vui khi em chọn anh để trao gửi sự tin tưởng này. Làm việc cho ba em chắc anh cũng phân vân nhiều khi thấy em luôn là mục tiêu của bọn hung hiểm. Những kẻ muốn bắt cóc em không phải chỉ có một hai người. Anh biết được bọn bắt cóc đó chỉ muốn dùng em để làm áp lực buộc chú Thiết phải dừng lại một số dự án quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của bọn chúng.
Việc này hoàn toàn không phải do em, cho nên em đừng có nặng nề như vậy. Anh đã từng nghe về viên kim cương sanh thiên thần chưa? Tại sao em? Tại sao em lại biết tới vật đó? Cho dù em không rành về xuất xứ cũng như giá trị của viên kim cương sanh này, nhưng nó rất đẹp và em biết nó rất là quý giá. Cũng đồng nghĩa giữ nó cũng giống như giữ hiểm họa ở bên mình vậy. Kim cương, không lẽ... Em chính là người đang sở hữu viên kim cương xanh đó. Ôi, xe về tới rồi kìa. À, Kim Cương à, cảm ơn em đã nói ra bí mật trong lòng mình cho anh biết. Anh sẽ không để lộ cho bất kỳ ai, nhưng mà em cũng phải cẩn thận, nếu không sẽ rất nguy hiểm đó. Từ bây giờ em không còn sợ nữa, vì em biết anh sẽ luôn ở bên cạnh em và bảo vệ cho em. Ủa, khuya rồi anh vẫn còn ở lại đây để làm việc cho ba em sao? Anh chờ em đó. Tại sao em đi 2 ngày mà em không chịu quay về? Em có biết mọi người trong nhà lo lắng cho em lắm không? Tại sao lại như vậy? Em có còn nghĩ tới cảm giác của những người xung quanh hay không? Anh Dũng à, em... Dũng à, không phải lỗi của cô ấy đâu, là tao tự ý đưa cô ấy ra ngoài. Tao chỉ muốn đưa cô ra ngoài để thoải mái đầu óc sau những chuyện vừa mới xảy ra. Mày đừng nói vậy. Tao không nói chuyện với mày, mày không có tư cách nói chuyện với tao. Kim Cương, chỉ có anh mới là người hiểu em và bảo vệ cho em an toàn được. Chú Thiết giao nhiệm vụ cho anh, nên từ đây về sau em muốn đi đâu, muốn làm gì, em phải hỏi ý kiến của anh. Chuyện của em anh không cần phải để ý. Anh lấy quyền gì cấm đoán em, trong khi ba em còn chưa lên tiếng về chuyện này? Vì sự an toàn của em, anh nhất định phải làm như vậy. Vậy bây giờ anh nghe đây, từ bây giờ anh An sẽ là người bảo vệ em. Em không cần bất kỳ vệ sĩ nào khác hết. Tại sao lại là Vĩnh An chứ? Em hiểu cái gì về nó? Em biết cái gì về nó? Nó có thể bảo vệ cho em được hay không? Tại sao em có thể giao tính mạng cho nó chứ? Đó là chuyện của em, em không nhất thiết phải giải thích với anh. Xin lỗi, lẽ ra tao định nói chuyện với mày sau, nhưng mà tao nghĩ nên cần phải nói ngay bây giờ. Tao không muốn làm vệ sĩ riêng của Kim Cương. Em nghe rõ chưa? Nó đâu có ý định bảo vệ cho em, người ta phụ lòng em rồi. Có phải bây giờ em cảm thấy thất vọng lắm không? Dũng à, mày lại hiểu lầm nữa rồi. Tao nói là tao không muốn làm vệ sĩ cho Kim Cương, bởi vì bảo vệ cho Kim Cương bây giờ là trách nhiệm của tao. Bởi vì một người đàn ông bắt buộc phải có trách nhiệm bảo vệ người phụ nữ của riêng mình. Anh... Người phụ nữ của riêng mình? Phải. Kim Cương hiện giờ là bạn gái của tao. Tao gọi là phụ nữ của riêng mình thì có gì là sai? Mày... Dương Dũng, chị hai ơi. À, dạo đi. Em vô đây ngồi đi. Chị hai. Chị hai sao vậy? Chị đâu có sao. Em qua tìm chị có gì không? Dạ, sao mấy ngày nay em không thấy anh Cao Bằng về. Anh Cao Bằng không về hả? Sao em biết? Em có đi tìm. Trước khi chị hai về đây á, em có ra ban công tìm ảnh mà không thấy. À mà chị hai, anh Cao Bằng có hứa với Ruby á, là dù cho hai chị em mình có đi nước ngoài
hay là ở lại, thì anh Cao Bằng cũng sẽ bảo vệ hai chị em mình hết mình. Anh Bằng có hứa với em hả? Ừ. Nhưng mà em không có dám hỏi gì Băng là anh Cao Bằng đi đâu. Chị Hai, chị Hai nghĩ thử coi, có khi nào anh Cao Bằng ảnh làm việc gì đó cho dì Hà Băng mà anh chưa về không? Dì Hà Băng, có chuyện gì? Cô lại muốn kiếm chuyện với tôi sao? Tôi không quan tâm tới chuyện của dì, nhưng tôi lấy làm lạ. Dì không cần cháu ruột của mình nữa hay sao mà lại đuổi anh Bằng đi như vậy? Ý cô là sao? Tôi muốn hỏi tới anh Cao Bằng. Người lúc nào cũng ở bên dì như hình với bóng. Tôi có chuyện cần tìm anh ấy. Dì làm ơn cho tôi biết anh Bằng đang ở đâu đi. Thiệt tình là tôi không hiểu lắm, tại sao cô lại dây dưa với cháu của tôi. Dì đừng có hiểu lầm. Những gì anh ấy gây ra cho tôi không bao giờ tha thứ. Còn chuyện tôi tìm anh ấy để làm gì, dì không cần phải để ý. Dì chỉ cần cho tôi biết anh ấy đang ở đâu là được rồi. Cô nghĩ là tôi sẽ nói với cô sao? Nói cho cô biết, tôi không thích nghe lệnh của ai hết. Từ giờ cô có muốn tìm Cao Bằng, đó là chuyện của cô. Và cô cũng đừng mong tôi mở miệng nói chút thông tin nào về Cao Bằng cho cô biết. Vĩnh An, cậu đang chờ Kim Cương hả? Dạ thưa chú, mới về. Mấy ngày nay tôi thấy Kim Cương nó vui vẻ lắm, ánh mắt lúc nào cũng vui vẻ như trẻ thơ vậy. Tôi rất yên lòng giao con gái của tôi để cho cậu dẫn đi chơi. Lâu rồi tôi không nhìn thấy nó vui như vậy. Tôi cũng muốn gặp cậu để hỏi cậu đã dùng cách gì. Dạ cũng không có gì đặc biệt đâu chú. Kim Cương vốn hướng ngoại, cô ấy thường xuyên được ra ngoài chơi, gần gũi với thiên nhiên sẽ khiến tâm trạng của cô ấy thoải mái hơn. Cậu cũng biết, đối với tôi, Kim Cương quý giá hơn tất cả những viên ngọc mà tôi sở hữu. Chỉ cần cậu đem lại cho Kim Cương thật nhiều hạnh phúc, giúp tôi giữ mãi nụ cười trên môi của nó, thì cậu chính là ân nhân lớn nhất của tôi. Dạ, con hiểu mà chú. Con nhất định sẽ bảo vệ Kim Cương, trân trọng cô ấy và không bao giờ để cô ấy thất vọng đâu chú à. Thưa ba mới về. Mình đi ha anh. Dạ, tụi con đi nghe chú. Con đi nha ba. Ăn đi con. Mẹ sẽ cho người đưa quà đến nhà bạn con được chưa? Mấy lúc này mẹ không muốn con đi đâu, như vậy sẽ rất nguy hiểm biết không. Còn không thì mẹ sẽ đi cùng con tới dự sinh nhật bạn, chịu không? Như vậy mẹ mới yên tâm. Con không cần, con ghét mẹ. Con muốn đi đâu với mẹ nữa. Từ giờ những đồ ăn mà mẹ mua để cho con ăn, con ăn nữa, con không thèm. Thạch Anh, con mới nói gì với mẹ vậy? Dạ không có gì đâu anh. Con nó cũng đang có chuyện không vui, mà cũng tại em thôi mà. Thạch Anh, nói cho ba nghe đi. Dạ con xin lỗi ba, tại vì con muốn đi sinh nhật bạn con mà mẹ không có cho. Chỉ có vậy thôi sao? Thôi con ăn cơm đi. Chừng nào con đi sinh nhật bạn con?
Dạ, tối nay. Sao em lại không cho con đi? Lúc sáng nay nó có xin em, nhưng lúc đó nhiều việc quá nên em gắt gỏng với con. Giờ nó giận không chịu đi nữa. Mà hơn nữa, em cũng không muốn con ra ngoài vì sẽ rất nguy hiểm. Đàn ông đã muốn thành công thì phải kết giao với nhiều bạn. Em cũng nên ủng hộ con. Nếu đó là bạn cùng lớp, bạn tốt, thì em cứ để cho con nó đi. Thạch Anh, con mau lên thay đồ đi. Ba sẽ nói với chú Phú và Dương Dũng đưa con đi. Con muốn mua quà gì thì cứ nói với anh Dũng, ba sẽ đưa tiền cho anh Dũng. Thiệt hả ba? Ừ. Con không mau lên thay đồ nữa. Yeah, ba tuyệt vời. Thạch Anh. Dạ ba. Lần sau con bỏ cái thói mè nheo với mẹ như vậy đi nghe. Làm như vậy không xứng đáng mặt đàn ông chút nào đâu. Dạ con biết rồi. Thưa ba, thưa mẹ con đi. Anh ăn đi. Dạ, chào cô cậu. À, mời cô cậu vô. Em ngủ ngon nha. Mai gặp lại. À, em... Anh khoan đi đã. Em có điều này muốn nói với anh. Lúc ở dưới quê, khi cùng nhau ngắm bình minh, anh đã nói với em là em đừng sợ hãi. Anh sẽ không rời xa em, sẽ mãi mãi ở bên em. Em muốn biết lời nói này giờ còn tác dụng không? Tất nhiên rồi, nó sẽ luôn còn tác dụng suốt cuộc đời anh. Hôm nay em nói thật lòng với anh. Trước đây em có rung động bởi Cao Bằng, nhưng em nghĩ đó chỉ là ngộ nhận một chiều của tình yêu. Cho đến khi anh xuất hiện, tuy không lập tức em có thiện cảm với anh, nhưng rốt cuộc trái tim em đã mách bảo là em... Em cũng biết sẽ rất khó khăn cho anh nếu như bà biết chuyện của chúng ta. Từ trước tới nay em luôn là bảo bối của ba. Điều này em nhận thức được. Bà sẽ không dễ dàng trao em cho ai khác hết. Kim Cương à, anh rất mừng vì em hiểu được điều này. Vì ba rất thương em, cho nên ba nhất định sẽ tôn trọng quyết định của em. Tình yêu là điều kỳ diệu, là thứ duy nhất khiến em không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Vĩnh An, anh có muốn suốt đời này bảo vệ em không? Anh rất muốn. Anh chỉ sợ là anh làm em tổn thương. Nếu chỉ vì sợ phải tổn thương mà không dám yêu anh, thì em cũng không xứng đáng có được hạnh phúc. Kim Cương à, em là một cô gái đầu tiên làm cho anh xúc động. Yêu em.
Cha nội này bị gì ta? Bị truy sát cho tới vậy đó, mà vừa khỏe một cái á, là ló mặt ra cho bị tóm hay gì á. Không lẽ không sợ chết hả? Còn có ông già nát rượu của mình á, chừng nào không có được thả đây. Mà mấy người này cũng lạ, hứa là không có cộng đồng ông già mình rồi. Nè cô kia, giờ này không về nhà đi lang thang chi vậy? Ủa, đây là chỗ công cộng mà, tôi ngủ ở đây được không? Được cái gì mà được. Công viên này á, là do những người già giàu, người ta góp tiền lại người ta làm. Mục đích á, là để cho con cháu của họ có nơi an toàn để mà chạy nhảy, chứ không phải dành riêng cho cô đâu nghe. Cô á, cô làm ơn đi cho khác đi, để người ta mà nhìn thấy á, cô nằm lăn lóc như vậy như ăn xin ăn mày thì phiền lắm. Nè, chú nói cái gì chú nói lại tôi nghe coi. Ai ăn xin ăn mày ở đây? Không phải sao? Nếu mà có nhà có cửa đàng hoàng á, đâu có lang thang trong công viên này là cái gì. Mà thôi, sao cũng được hết á. Cô đi đi, nếu không á là tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu. Họ cũng có thể tình nghi cô là kẻ gian, còng đầu cô giao cho công an để xử lý á. Thôi cô đi đi, đi giùm tôi cái đi. Em chuẩn bị ngủ rồi. Anh đã về nhà chưa? Anh đã về tới nhà rồi. Tự nhiên anh thấy nhớ em quá. Lúc nãy anh chạy xe trên đường, anh cảm thấy hối hận lắm, em có biết không? Anh hối hận chuyện gì? Tại sao anh lại không cãi lời chú Thiết, bất chấp mọi thứ đưa em về quê lần nữa? Anh nhớ cái thời khắc yên bình không? Mỗi ngày mở mắt ra đều được nhìn thấy em bên cạnh. Thôi được rồi, để khi nào xong việc em sẽ xin ba để anh đưa về quê chơi một lần nữa nha. Ừ, anh sẽ chờ mà. Mưa rồi, em phải xuống nhà đón Ruby đây. Ngày mai mình gặp nhau nha. Vĩnh An, em yêu anh. Em cẩn thận, nhớ là chỉ đứng trong căn biệt thự, không được ra ngoài đường đó biết chưa? Biết rồi. Vậy nha, bye. Đau bụng quá. Trăn gấu mà. Mày không được xỉu ở đây. Xỉu ở đây là mất mặt lắm. Đừng có xỉu nha. Chị tỉnh rồi hả? Ủa, tôi đang ở đâu vậy? Chị không nhận ra tôi hả? Tối hôm qua chị đi ngang qua biệt thự nhà tôi rồi bất tỉnh luôn trước cổng.
chị làm tôi sợ muốn chết luôn vậy á. Tôi tính đưa chị vô bệnh viện, nhưng mà miệng chị cứ kêu đói hoài đói hoài, cho nên tôi lấy cho chị 2 ly sữa. Hả? Cái gì? 2 ly sữa? Ờ, chị uống hết luôn á. Mình còn uống sữa nữa chứ. Từ nhỏ tới giờ có bao giờ mình đụng tới thứ này đâu trời. Chị đã khỏe hẳn chưa? Chắc là chị đói cho nên chị xỉu thôi, không có cần phải uống thuốc đâu. Em gái tôi á đang lấy đồ ăn cho chị đó. Ủa mà đây là đâu vậy? Thì nhà tôi, phòng của tôi á. Gì vậy? Đồ tôi đâu? Thì đồ của chị ướt nhẹp mà nên tôi thay rồi, tôi cho người giặt rồi. Sao vậy? Trời ơi hả, chị có biết là tôi với em tôi phải lựa dữ lắm mới có bộ đồ vừa sai chị á. Cô thay đồ cho tôi hả? Sao vậy? Chị sao vậy? Chị không sao chứ? Chị Hai ơi. Chị Hai à? Cơm có rồi nè, mà có nước cam nữa. Đây chị bưng cho, em mang nước cam cho chị uống đi. Dạ. Chị ơi, chị uống miếng nước cho khỏe đi chị. Món này mày ăn bao giờ chưa? Tao mới ăn lần đầu á, ngon giả mang luôn. Ăn đi. Chị cho em hả? Ừ, thử đi, ngon lắm. Nhưng mà chị có hại em không? Trời. Là chị. Là cô. Ủa, bộ hai người quen nhau hả? Bắp sao? Ê, chị. Anh nhớ mà, một chút nữa anh sẽ qua đón em. Em cũng phải nhớ bạn trai của em là một người chưa bao giờ trễ giờ, dù chỉ một phút đó. Có gì anh gọi là sao nha. Mà giờ Kim Cương đã chính thức qua lại với nhau rồi sao? Dũng à, tao với mày có thể không bàn tới chuyện đó được không? Tao biết là mày rất khó xử, nhưng mà tao với Kim Cương á cũng khó xử ngay như mày. Tao đã từng cho mày sự lựa chọn, và mày đã chọn phụ nữ mà quên đi tình cảm anh em bao nhiêu năm. Có đúng như vậy không Dũng à? Mày đừng có nói nữa. Từ đây về sau, tao sẽ không bao giờ xen vào những chuyện vô lý như vậy nữa. Nhưng tao cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Hai người yêu nhau cũng có thể sẽ chia tay, thậm chí mày và Kim Cương nắm tay vào để được, tao cũng không tin là hai đứa mày được hạnh phúc đâu. Đó là tình yêu của mày sao Dũng? Tình yêu của mày không phải là mong cho Kim Cương hạnh phúc, mà mày chỉ làm mọi cách để chiếm hữu được cô ấy. Đến khi mọi thứ không như mong muốn của mày, thì mày lại mong Kim Cương gặp bất hạnh để mày hả hê bản thân của mình. Đó gọi là tình yêu à? Mày là một kẻ ích kỷ. Tao ích kỷ? Kỳ lạ thiệt, mày mới là thằng ích kỷ. Tao khuyên mày nên tìm cách cư xử làm sao cho tử tế. Tao đưa mày vào công ty này được, thì tao cũng có thể hất mày ra khỏi công ty này mà không cần phải suy nghĩ. Mất mặt quá. Chị em con nhỏ đó chắc chắn nó nghĩ mình là đã ăn cắp lừa đảo nó lấy sợi dây chuyền. Bây giờ mình phải làm sao đây trời? Chị đã khỏe hẳn chưa? Chắc là chị đói cho nên chị xỉu thôi, không có cần phải uống thuốc đâu. Em gái tôi á đang lấy đồ ăn cho chị đó. Thank you.
người ta đối xử tốt với mình như vậy. Nếu như mà mình lấy sự với chuyện này thì cả đời mình sẽ sống ray rứt. Thì cứ tin. Anh đó, lo bận công chuyện cho ba thì không cần phải chiều em như vậy đâu. Em ở nhà cũng không có buồn, còn có Ruby trò chuyện bên em nữa mà. Chứ bắt anh làm nhiều chuyện như vậy anh sẽ mệt lắm đó. Em á, chính là liều thuốc của anh. Chỉ cần được gặp em là bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết. Mà anh nè, anh vẫn chưa nói cái bí mật của em cho ai đúng không? Chưa. Anh, em nghe nói ba chuẩn bị thu mua lại mấy công ty. Hôm qua em thấy có một vài người tới tìm ba. Em thấy họ tội nghiệp lắm. Anh An à, liệu lần này ba có làm gì quá đáng không? Chắc em đã từng nghe, thương trường như chiến trường. Cuộc chiến đó không chừa bất kỳ một ai. Dù ba em có đứng ngoài cuộc cũng không có cách nào thoát được. Trong cuộc chiến này, chỉ có kẻ mạnh mới có thể giành chiến thắng. Nhưng tại sao nhất thiết phải như vậy? Mỗi người nhường nhịn một chút, ai cũng kiếm được cơm ăn, có phải vui hơn không? Trong cuộc sống có một thứ không thể dừng lại được, đó chính là tham vọng của con người. Không phải ai cũng có thể suy nghĩ được như em đâu. Chỉ cần em không giống họ là anh hạnh phúc lắm rồi. Anh An à, anh đã hứa với em là sẽ tìm mọi cách để ba không nhúng tay vào sai lầm nữa. Anh nhất định làm được, phải không? Phải không? Anh hứa. Hiện tại thì anh đang cố hết sức để việc thu mua theo hướng phù hợp và an toàn nhất. Anh sẽ không để bất kỳ ai phải tổn thất. Em tin anh. Mà chừng nào anh mới chịu đưa em về thăm ông bà ngoại vậy? Anh hứa rồi mà. Để có thời gian rảnh đi, anh sẽ đưa em về liền. Bữa sau anh dẫn em đi ăn kem nữa nha. Anh à, gần 2 tuần rồi nha. Em còn tưởng anh giận em cả đời này không chịu bước chân vô nhà nữa chứ. Em cũng còn muốn gặp lại anh sao? Vậy mà anh cứ tưởng là mình phiền phức. Lúc nào em cũng muốn tránh né, rời xa anh. Anh Dũng, chưa bao giờ em muốn anh biến mất hết đó. Anh đó là anh trai của em mà. Có anh ở bên cạnh, em cảm thấy vô cùng tin tưởng. Nhưng rất tiếc, anh không cần cái thứ tình cảm giữa anh trai và em gái. Em có thể yêu thương, tìm cảm giác khác, anh chấp nhận. Nhưng mà nè, anh sẽ luôn chờ đợi em. Anh tin là một ngày nào đó em sẽ hiểu được tình yêu mà anh dành cho em là lớn như thế nào. Dũng à, mày đừng làm khó Kim Cương. Tao với cô ấy đã có hứa hẹn với nhau. Cô ấy chưa bao giờ yêu mày, đó là sự thật. Mày có tin tao bắn bể đầu mày không? Anh, có tao ở đây, ai cho phép mày lên tiếng? Anh Dũng à, đây không phải là lần đầu tiên em chứng kiến anh kiểu thô lỗ như vậy. Tuy nhiên em có thể thông cảm bởi vì tính chất công việc của anh. Nhưng anh hành xử kiểu này với anh An, em không thể nào chấp nhận được. Vậy em có hiểu được cảm giác của anh hay không? À quên, em là tiểu thư lá ngọc cành vàng thì làm sao mà hiểu được cảm giác của người khác. Em muốn gì được nấy mà. Nhưng mà tôi xin thề, một ngày nào đó các người sẽ hiểu được cảm giác của tôi như bây giờ.
nhiều lần. Họ có nghĩ mình lừa đảo rồi kêu công an bắt mình không? Thà mình bị bắt còn hơn con trang gấu này phải mắc nợ ân tình với người ta. Ê, làm gì vậy? Chị. Ủa em, sao chị không vô nhà chơi? Có chị hai của em ở trong nhà nữa đó. Chú, đây là bạn của con á. Vậy hả? Vô nhà đi chị. Theo đi. Em và con bay về bến trước. Anh còn một số việc cần giải quyết. Với máy bay anh đã lặt sẵn rồi. Ngày giờ xuất phát, thằng cấu nó sẽ báo cho em biết. Mười mấy năm trước, anh ép em đi làm vợ người ta để giúp anh. Bây giờ anh ép em quay trở về đó, trong khi em chưa nắm một thứ quý giá gì trong tay hết. Không lẽ suốt đời em chỉ bị ép thôi sao? Em nói là em bị ép suốt lời nghĩa là sao? Em chưa thể rời khỏi bố già trong lúc này. Em đã mất công làm vợ hắn hơn mười mấy năm. Dẫu sao em phải có được cái gì trong tay chứ. Không lẽ em bỏ đi với hai bàn tay trắng sao? Mục đích của chúng ta là tìm kiếm và lấy lại viên kim cương xanh. Cho tới bây giờ là thực hiện được lâu. Em còn xét anh à? Em cũng đã làm hết sức mình rồi. Sự hết sức của em chỉ là vô tích sự thôi. Thôi được. Nếu em còn lưu luyến thằng bố già đó thì em cứ ở lại. Còn con của anh sẽ về bên trước. Là lên lúc phải nói cho nó biết ba của nó là ai rồi. Em không đồng ý. Thạch anh nó chưa hiểu chuyện nên nó không thể nào hiểu được sự thật. Nó sẽ không bao giờ chấp nhận anh một cách dễ dàng như vậy đâu. Nếu em không muốn lối gia liệu đó thì anh định làm gì? Chị uống nước đi. Được rồi. Chị khỏe hẳn chưa vợ? Hôm đó chị bỏ chạy đi, chưa kịp ăn gì hết, cho nên làm tôi sợ chị đi giữa đường chị lại ngất xỉu á. Xin lỗi. Thực ra tôi đến đây để trả lại cái này. Ruby có nói với tôi, với lại hôm đó chị về nhanh quá nên tôi cũng không có kịp hỏi. Lúc mà mất sợi dây chuyền á, Ruby nó buồn lắm. Chị đừng có lo, chị đã tìm lại giúp nó rồi. À, với lại á, để tôi gửi chị ít tiền coi như là chuộc lại sợi dây chuyền này. Chị thấy làm sao? Tiền chuộc á? Chị, cái sợi dây chuyền này á là của ba tặng cho em đó, cho nên nó rất là quan trọng đối với em. Bây giờ á, chị tìm lại được cho em rồi, chị cho em chuộc nha. Bao nhiêu tiền em cũng chuộc hết. Thôi, tôi không có lấy tiền chuộc đâu. Cái này là của hai người. Tôi về đây, tôi xin lỗi. Chị chị ngồi lại đi. Sau này á, chị có muốn cứ tới đây chơi với chị em tôi bất cứ lúc nào cũng được hết á. Tôi tên là Kim Cương. À, còn em đó là Ruby. Còn chị tên gì? Hôm trước chị cứu tôi mà tôi chưa có kịp hỏi tên chị. Tôi tên Trang, nhưng mà ở nhà ông già tôi gọi tôi là Trang Gấu nên tôi nhận luôn. Tên Gấu hả chị? Vậy là từ giờ em sẽ gọi chị là chị Gấu. Dễ thương mà. Thì Gấu á là một con vật đáng yêu mà, không sao hết. Chị Trang nè, tôi cảm ơn nhiều nha. Không ngờ không những chị cứu mạng tôi mà còn tìm được đồ vật cho Ruby nữa. Thực tình tụi tôi không có biết làm cái gì để cảm tạ chị nữa hết á. Đừng nói vậy. Tôi chị hai. Chị hai đeo giùm em đi. Rồi, đẹp rồi. Chúc mừng cô Út đã tìm lại được sợi dây chuyền. Tôi phải về rồi. Có dịp gặp lại sau ha.
Hay để hai chị em tôi đưa chị ra cửa. Ừ. Đi. Yeah.